Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì hôm nay mình thực hiện cái món đó là nấm rơm kho quẹt. Thì cái món mình sắp hoàn thành nè quý vị và các bạn. Mình chỉ cần kho khoảng 50 phút nữa cho cái nước của mình nó kẹo là chút xíu nữa là đã hoàn thành rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy nè, nấm rơm của mình nó rất là mềm và ngon rồi đó các bạn. Nước thì nó rần sệt nè các bạn. Các bạn nhìn nè. Nó cái màu cũng rất là đẹp các bạn. Nếu các bạn mà không thích ăn sền sệt lắm á, các bạn dùng cái này á, các bạn chấm rau cũng rất là ngon nha các bạn. Ăn chấm cơm cháy nha, rất là tuyệt vời. Chấm một miếng dưa leo thử nha các bạn. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Đó. Còn cái này khi mà mình đã nấu sệt rồi nè. Nó rất là ngon các bạn, ăn với cơm cháy, rau sống hay rau luộc gì cũng ngon hết. Thì để thực hiện cái món kho quẹt nước sền sệt để chấm rau hay là cơm cháy như thế nào thì mời các bạn cho biết thực hiện của mình nhé. À, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nha quý vị. Trước tiên thì mình xin được phép giới thiệu về cái phần nguyên liệu. Ở đây quý vị chuẩn bị cho mình khoảng 300 gram nấm. Nấm là nấm rơm các bạn. Các bạn có thể chọn những cái nấm nhỏ nhỏ tròn tròn á, chưa có nở ra thành cái dù á thì nó sẽ ngon hơn các bạn. Đó, thì tiếp theo đó thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình hành lá. Nếu bà con nào ăn thuần chay á thì chúng ta có thể sử dụng hành bó rô. Mình sử dụng hành lá với ớt các bạn. Tiếp tục về những cái gia vị thì quý vị chuẩn bị cho mình nè, đường nè, rồi muối nè, hạt niêm á, các bạn hạt niêm chay nha các bạn, dầu ăn và nước mắm chay. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng sử dụng cho mình tương ớt để món ăn mình sẽ thêm hấp dẫn hơn nha. Rồi bây giờ thì nguyên liệu mình đã giới thiệu xong, đã đầy đủ các nguyên liệu để chúng ta chuẩn bị và bây giờ chúng ta sẽ làm những cái bước thực hiện đầu tiên nha các bạn. Khi mà nấm mà các bạn mua về thì các bạn phải gọt sạch bỏ đi những cái phần cái chân nấm các bạn, thường nó dính rơm rồi đó, các bạn hãy gọt sạch hết ha. Rồi sau đó mình sẽ ngâm với nước muối, thì mình ngâm khoảng hơn 10 phút rồi các bạn. Nấm này các bạn ngâm đừng có lâu quá, nó sẽ mất đi hết những cái chất dinh dưỡng, khoảng 10 phút là vừa rồi các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta ngâm nè, trong lúc ngâm á, thì chúng ta cũng cắt ra luôn. Đó các bạn xem nè, mình cắt tầm 2 tầm 3 vậy đó, cái miếng vừa ăn thôi các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta cắt xong rồi quý vị, chúng ta sẽ đem đi rửa lại với nước lạnh nha. Chúng ta rửa lại 2 3 nước cho nó sạch hết nha các bạn. Đó rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nêm gia vị, các bạn cho mình một muỗng hạt nêm chay. Muỗng cà phê nhỏ thôi nha các bạn. Nửa muỗng muối. Nửa muỗng muối, muỗng nhỏ thôi nha các bạn. Đó rồi. Tiếp theo là cho mình đường, các bạn cho mình một muỗng đường vào nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo đều lên cho cái phần nấm của mình nó ngấm gia vị hết các bạn. Nó mình thì mình chừa lại khoảng một chút xíu nước ở cái phần tô á các bạn. Đó, mình để lại một chút xíu nước, sau mình xả 2 3 nước á để cho cái phần nấm mình một lát mình xào á các bạn, nó sẽ ngon hơn, nó sẽ mau chín hơn. Rồi bây giờ mình để trong lúc đợi nấm nó khoảng 5-10 phút đó các bạn, chúng ta cho nó ngấm gia vị thì các bạn cắt hành ra. Mình sẽ trước tiên á, mình sẽ sử dụng cái phần gốc hành trước. Thì gốc hành mình cũng băm nhuyễn nha các bạn, băm nhỏ ra hết, đập đẹp dập á, rồi chúng ta sẽ đâm nhỏ ra thì chúng ta xào nó sẽ thơm hơn. Rồi tiếp theo thì cái phần lá thì chúng ta cũng băm nhỏ ra luôn, nó cắt cái phần vừa ăn các bạn. Nếu quý vị nào không dùng hành thì chúng ta có thể thay thế bò rô cũng được các bạn. Ăn thuần chay thường bà con mình sử dụng bò rô. Tiếp theo thì bắt cái chảo lên, chúng ta để cho chảo nóng rồi chúng ta cho dầu vào. Rồi sau khi dầu sôi lên, chúng ta sẽ cho phần gốc hành vào. Gốc hành đập dập nè, chúng ta phi lên rất là thơm. Nếu các bạn nào không dùng thì chúng ta có thể cho hành hành củ á, hành tím vô nữa cũng rất là thơm ngon các bạn. Mình sử dụng cái này cho nó đơn giản nha. Đó, sau khi mà cái phần gốc hành của mình nó đã thơm lên rồi, mình sẽ cho cái phần núm mà mình nó đã ngấm gia vị vào rồi, mình cho phần núm vào nha các bạn. Cho vào rồi lúc này chúng ta sẽ xào lên. Đây các bạn xem nè, chúng ta sẽ xào lên nha. Đó thì trong chảo mình á, trong cái tô mình mới nãy nó đã có một chút xíu nước đó các bạn, nên lúc này nước cũng núm ra nữa thì chúng ta xào nó sẽ mau mềm và mau chín hơn. Cái phần núm nè các bạn, giờ nó sôi lên nè,
Đó, mình sau khi mà mình để cái lửa vừa vừa cho nước nó cạn lại các bạn, chúng ta xào đến khi mà nước nó cạn lại để đảm bảo núm của chúng ta nó sẽ nó chín hết rồi. Nè các bạn xem nè, nó chín hết rồi, nhưng mà chúng ta ăn nó sẽ rất là ngon và mềm, nó ngon các bạn. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần để chúng ta làm cái nồi kho quẹt của mình nha. Trước tiên thì các bạn cho mình một chén nhỏ nước mắm, rồi tiếp theo là một chén nhỏ nước nước lạnh mình nữa các bạn, nước đun sôi để nguội. Rồi sau đó các bạn hãy đun sôi nó lên đó, để lửa vừa cho nó sôi lên nha. Đó bây giờ sôi nó sôi bọt lên gì nè là đã được đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho một chén nhỏ đường vào, cái lượng nước mắm, lượng đường và lượng nước nó sẽ bằng nhau đó các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta cho khoảng một muỗng muỗng lưng thôi các bạn, đó là hạt nêm chay. Sau khi mà chúng ta đợi nó sôi lên rồi, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục cho mình cái phần tương ớt vào. Thì phần tương ớt này mình kho nó sẽ tạo màu với tạo nên một hương vị rất là ngon. Thì tương ớt các bạn cho mình vào đó là 2 muỗng tương ớt. Rồi chứ bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều ra ngay các bạn. Đó, giờ chúng ta sẽ khuấy đều ra và tiếp tục để lửa vừa. Đó, bây giờ chúng ta phải khuấy nha, khuấy đều tay nha. Lúc này á chúng ta đã đỡ đường vô rồi, giờ chúng ta sẽ khuấy đều tay để cho cái phần đường mình nó tan ra. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, đó mình vẫn để cho nước nó sôi lên nè, nó sôi lên như vậy là được rồi các bạn. Đó, nó đã sôi lên, nước của mình nó cũng hơi kiệu, hơi hơi chút xíu rồi nha các bạn. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần núm mình vào. Đó, rồi cho hết cái phần núm này vào. Các bạn có thể là không có, mình làm cho nó chín kỹ á, nên các bạn để cho nó núm của mình á nó còn nguyên cái sống sống chút xíu, không phải sống mà là nó vừa chín tới thôi thì nó sẽ ngon hơn. Các bạn nào đảm bảo an toàn thì mình để cho nó chín kỹ nha các bạn, chín kỹ đi, mọi thứ thì ăn cho nó đảm bảo sức khỏe của mình. Rồi bây giờ các bạn để cứ cứ như vậy, thì các bạn đảo đảo xíu thôi cho nó, vẫn để lửa vừa các bạn, cho nó sôi lên. Đó, cho tiếp tục cái phần nước của mình nè, nó sôi lên các bạn. Đó, nó sôi lên thì các bạn cứ lâu lâu thì các bạn sẽ đảo một xíu nha. Đảo một xíu thì canh lửa vừa thôi để cho cái phần nước của mình nó sẽ rút lại các bạn. Cái món này nè mà các bạn làm để ăn chung với cơm cháy nè. Đó, mình chuẩn bị tô cơm ha. Cái mình có cơm cháy á. Trời ơi, chấm cái này là ngon bá cháy luôn các bạn. Đó, sau khi mà nó sôi lên này nè, đó là chúng ta sẽ cho ớt vào các bạn. Thì các bạn thích ăn ớt nhiều hay ít thì chúng ta bỏ vô. Thì để cho cái nồi kho quẹt mình nó đậm vị á, thì chúng ta cho nguyên trái đi các bạn, để vừa đẹp mắt và vừa ngon nữa. Rồi hành lá thì không thể thiếu rồi, cái phần hành lá chúng ta băm bữa nãy chúng ta cho vào một ít thôi. Đó, bây giờ các bạn cứ để là lửa riu riu nhỏ nhỏ thôi, đến khi cho nó kẹo lại. Các bạn mà không thích ăn, thích nhiều nước chút xíu á, nó cái này mà các bạn chan cơm ăn là cực kỳ ngon luôn các bạn. Nó mình thì muốn ăn gì á mà để chúng ta chan vô miếng cơm cháy á, nó rất là ngon các bạn, thay vì chúng ta chấm một hồi nước nó còn kẹo nữa các bạn. Cứ đun tiếp thì nó sẽ kẹo thôi. Nó mà cái này mà các bạn chấm dưa leo này ha, rau sống này ha, có một miếng bún rồi chúng ta chấm cũng rất là ngon các bạn. Giờ mình sẽ thử một miếng dưa leo này các bạn. Nó dưa leo mình thấy ngon mình chấm thử. Nó bây giờ các bạn nó rất là vừa ăn luôn các bạn. Nó hơi mặn mặn nè, ngọt ngọt nè. Nói chung là cái vị rất là vừa ăn, nó hơi cay cay nữa, tại có tương ớt các bạn. Các bạn xem nè, cái màu nó rất là đẹp ha. Nó nếu các bạn thấy cái nước sốt của mình á, cái nước kho quẹt của mình nó như gì, các bạn không ưng ý thì các bạn cứ tiếp tục bắt lên, bắt lửa riu riu, bắt lửa riu riu lên. Nó giờ mình sẽ cho nó riu riu chút xíu nữa các bạn. Đó, mà trước tiên thì chúng ta sẽ chấm thêm cái nữa nha các bạn. Chấm thử ngon quá các bạn ơi. Này còn thiếu miếng cơm cháy, xong cái này chắc mình phải làm một cái miếng cơm cháy để mình ăn liền quá. Rồi giờ chúng ta cứ bắt lửa lên cho nó kẹo lại chút xíu nữa các bạn. Đó, cơm cháy thì phải kẹo. Đó, cứ bắt lửa riu riu lên cho nó kẹo cái phần nước của mình lại nè các bạn. Sau khi mà mình đun lửa lên khoảng 5 phút nữa đó, các bạn xem nè, cái phần
kho quẹt của mình nè, nó rất là kẹo luôn. Đó, các bạn nào thích ăn kẹo thì cứ để kẹo, để nó kẹo gì nè, nó rất là đậm vị. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, kênh món ngon tại nhà. Nếu thích hãy nhớ ấn like, share và subscribe kênh để thêm nhiều video mới hơn.